Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Bà Nội Emily. Hôm nay mình để hướng dẫn các bạn móc một chiếc móc treo chìa khóa xinh xắn như thế này nhé. Các bạn chuẩn bị len sợi kim móc, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Mình đã móc mẫu này bằng sợi cốt tông. Cỡ sợi của mình 2mm, kim móc 2.5mm. Các bạn hãy móc vào đây một mũi đầu tiên, sau đó móc 16 mũi móc xích. Bây giờ mình kết một mũi để tạo thành một cái vòng. Tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích. Sau đó các bạn móc 28 mũi móc kép vào cái vòng tròn như thế này nhé. Khi móc xong được 28 mũi móc kép, chúng ta kết hàng bằng một mũi móc trượt đi qua hai sợi dây như thế này. Lên hàng này chúng ta móc một mũi xích, một mũi trượt. Sau đó lại móc một mũi xích, một mũi trượt. Cứ như vậy chúng ta lặp lại cho đến hết hàng móc. Khi móc xong hàng móc, mình sẽ kết thúc hàng móc bằng một mũi móc trượt. Bây giờ mình sẽ móc thêm một mũi, sau đó giấu sợi đi. Bây giờ mình tiếp tục ô móc tiếp theo với sợi dây màu khác. Ban đầu vẫn là gây một mũi, sau đó móc 16 mũi móc xích.
Bây giờ mình kết nối sợi dây này vào với nhau, sau đó lại móc 28 mũi móc kép. Vòng tròn thứ hai này, cách móc giống hệt vòng tròn thứ nhất. Sau 28 mũi móc kép, vẫn là một mũi móc trượt. Tiếp tục móc một mũi xích, một mũi trượt, một mũi xích, một mũi trượt, cho đến hết hàng móc. Khi móc xong hàng móc, mình vẫn sử dụng mũi móc trượt. Sau đó các bạn cắt sợi dây, giấu sợi đi nhé. Tiếp tục với ô tròn thứ ba, cách móc giống hệt như hai ô tròn trước. Mình vẫn tạo một mũi, sau đó móc 16 mũi móc xích. Đưa dây xích đi qua cả hai vòng tròn đã móc. Bây giờ mình kết nối bằng một mũi móc đơn. Bây giờ lại móc giống hệt như hai ô móc mình vừa móc. Tiếp tục vẫn là 28 mũi móc kép. Thank you.
Bây giờ mình sẽ móc một cái dây để làm móc treo chìa khóa. Phần này tùy theo sở thích của mỗi người, chúng ta có thể tạo ra một chiếc dây dài hoặc ngắn ở điểm này. Bây giờ thì mình đã có chiếc móc treo chìa khóa khá xinh xắn rồi. Chúc các bạn thành công nhé! Các bạn có gặp khó khăn gì ở phần móc, cứ viết vào bình luận, mình sẽ giải đáp sớm giúp các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những chia sẻ tiếp theo từ mình.